Xin chào các bạn đã quay trở lại với Săn Sale và Đánh Giá. Đã rất lâu rồi mình không có cảm giác dùng con máy sướng như vậy các bạn ạ. Vivo X200 Pro nhưng mà nó là mini các bạn nhá. Và các bạn có theo dõi kênh của mình nhiều ấy thì các bạn đều biết mình là người rất thích một sản phẩm mà nó nhỏ gọn và nó cho trải nghiệm tổng thể từ camera mọi thứ quá ngon anh em ạ. Mình chưa có một cái điểm gì gọi là quá chê về cái con Vivo X200 Pro này. Trong video ngày hôm nay của mình trao tận hiện năng về cái con Vivo X200 Pro Mini này. Tất nhiên cơ bản cái tựa game kiểu là PUBG tốc chiến liên quân ấy thì có rất là nhiều kênh test rồi, hay kể cả Genshin Impact, nhưng mà mình sẽ test theo kiểu dạng là vừa quay video vừa test game để xem là về cái mức giới hạn với con chip Dimensity 9100 trên Vivo X200 Pro nó có thể cân ngon hay là không. Trong trường hợp nhá mà mình thấy là nó quá lắc rồi thì mình sẽ lắp thêm một con sò lạnh. Đây, con sò lạnh DL20, Memo DL20 nhá, xem mình mới về thôi. Bạn nào muốn tham khảo thì có thể là click đường link phần mô tả. Trước khi bắt đầu mình xin phép quảng cáo một chút. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua điện thoại, mua phụ kiện, tai nghe thì nhớ sang bên Shopee Săn Sale và Đánh Giá Store nha. Hoặc các bạn có thể sang bên TikTok Săn Sale và Đánh Giá để mua phụ kiện sò lạnh, tai nghe, sạc dự phòng với mức giá của đại cực kỳ hấp dẫn. Anh em có thể xem qua một chút về thông tin của máy này. Chiếc trang bị là Dimensity 9400. AnTuTu mình vừa cho các bạn xem rồi đấy, là nó rơi vào khoảng đâu đó là 2.547.000 điểm. Vẫn hơi sáng, mình sẽ cho độ sáng thấp xuống chút xíu nha. Ok, phiên bản RAM mình có đây là RAM 12GB, bộ nhớ trong là 256. Hiện tại với Shopee Săn Sale và Đánh Giá Store ấy, đang bán với mức giá cực kỳ ngon và bảo hành cho em là 3 tháng 1 đổi 1. Nếu như các bạn muốn mua tại cửa hàng trực tiếp ấy, thì có thể tham khảo tại website Mobile City nhá. Giá mình thấy là cũng cực kỳ hợp lý luôn. Cái phiên bản mình có đây là cái phiên bản phần mềm 15 này, .0.16.33.vk10 các bạn nhá. Đây là cái phiên bản phần mềm mới nhất rồi. Đây em có thể xem qua một chút về thiết kế trên cái con Vivo X200 Pro Mini này. Ui, nó đẹp quá nhờ bạn. Chẳng nhẽ mình lại làm quả xúc con này thêm một máy để chuyên chụp ảnh. Bởi vì làm iPhone thì mình dùng cho công việc rồi. Còn với Vivo thì thực ra các bạn dùng cho công việc chẳng vấn đề gì đâu. Nhưng mà đôi khi nó vẫn bị miss thông báo các bạn nhá. Nên là thực sự phải cân đối trước khi mà lựa chọn cái con này. Nếu các bạn cần một sản phẩm để chuyên chụp ảnh cần pin châu 6 đâu đó là 5700, có sạc nhanh, có thiết kế quá đẹp luôn, thì mình nghĩ là cái con này là một sự lựa chọn cực kỳ ngon trong tầm tiền hiện tại là khoảng 16 triệu hơn các bạn ạ. Săn Sale thì tầm đấy là quá xịn rồi. Rồi, hiện tại thì mình sẽ test tựa game là Genshin Impact và mình sẽ quay video màn hình ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đo luôn này. Hiện tại đang chơi trong điều kiện phòng là khoảng đâu đó là 27 độ C các bạn ạ. Rồi, về cái setting đồ họa, Accuracy phần trăm pin hiện tại là 62%. Ok, mình đã bật sang chế độ Boss này. Tốc độ làm mới đẩy cao lên hết các bạn ạ. Ok, công cụ trò chơi. Mấy cái này thì thôi, cứ để sau nhá. Về cái mức đồ họa Genshin Impact. Ui, mình vừa đợi cho nó giải nén dữ liệu một tí mà máy bắt đầu cũng hơi nóng rồi anh em ạ. Nói chung là mình có tham khảo rất nhiều video anh em review có test thử ấy, thì cái con này chơi tầm khoảng 20 phút, 15 phút là nó lên khoảng 45 độ C rồi nha. Bây giờ mình sẽ đo nhiệt độ trước cho anh em đã. Mặt sau nhiệt độ nó rơi vào khoảng đâu đó là 37,5. Còn về phía mặt trước này, nó khoảng 40 độ các bạn ạ. Thường mình thấy là cái con Vivo X200 Pro Mini ấy, cái mặt trước nó sẽ thường nóng hơn. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ thiết lập luôn về cái việc quay video màn hình nhá. Để xem nào. Ghi màn hình này. À từ từ mình sẽ xếp một xíu đã. Về cái chế độ quay video màn hình, chất lượng hình ảnh mình sẽ để là cao đi, làm quả max setting xem như nào nhá. Ghi lại âm thanh micro. Ok. Ok, xong rồi đấy. Ngon anh em ạ. Đó luôn. Bắt đầu ghi này. Đo luôn FPS nha. Mình nghĩ là chơi một lúc thôi là FPS nó cũng sẽ đã xuống 53 rồi. Ảo thật. Quên mất bật âm thanh lên nha. Thực ra mình làm như thế này thì sẽ hơi khó khăn cho cái con Vivo X200 Pro Mini một tí. Nhưng mà thôi, cứ thử các bạn nhé. Cơ bản thì không phải bạn nào cũng chơi game hardcore, nhưng mà để xem sao. Ok, chuyển cảnh hiện tại thì chả vấn đề gì cả. Đây là mình đang chơi mà kết wifi các bạn ạ. Ok, FPS hiện tại vẫn ok nha.
Drop nhẹ xuống khoảng 59 thì chả vấn đề gì đâu. Năm mươi chín này, âm lượng cho nhỏ xuống xíu nhé. Với một thân hình mini mà nó cho trải nghiệm chơi game ngon thì nó quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Mình chỉ lo những sản phẩm mà kiểu dạng mini như này thì cái hệ thống tản nhiệt nó không quá ngon ấy. Nên là đôi khi các bạn chơi game một lúc nó sẽ nóng lên và cái việc tối ưu game sẽ không phải là tốt nữa. Bạn nào mà thích kiểu dạng mini nho này như mình ấy, một chú tinh luôn. Âm thanh, âm lượng cũng ổn luôn nha. Mình thấy nó cũng ngon đấy. Ủa, cái hộp pet ngon thật, 5960. Nhưng mà cái cảm giác của mình là cũng tương đối nóng rồi. Mới chơi bao nhiêu phút nhỉ? Hơn 5 phút thôi. Quá ngon anh em ạ. Mình chơi úi rồi. Chưa kèm gì. Chơi khoảng 13 phút rồi mà FPS vẫn ổn nha, tức là nó sẽ không tụt sâu. Thấp nhất mình vừa chơi thử thì nó xuống tầm khoảng 57 thôi. Và kể cả bảng chuyển cảnh cũng cực kỳ ổn luôn. Ổn nha, ổn nha, ổn nha. Không gì để chê cả các bạn. Nó có vấn đề là có cái vấn đề là nhiệt độ nó sẽ hơi nóng chút xíu thôi, nhưng mà không quá khó chịu nha. 5961 này. Mấy thằng khỏe thế rồi. Ê, đa mạnh thế. Lửa thằng này yếu quá. Thôi, không trụ được. Ui à. Băng này băng sao đánh được ta? Chơi được khoảng 20 phút rồi anh em ơi. Mình sẽ dừng lại đây nhá và chơi theo đúng cái cách mà mình hay chơi bình thường thôi. Hiện tại là còn khoảng 51% pin này. Được chưa? Bây giờ mình sẽ đo nhiệt độ luôn xem là cái sự khác biệt khi mà qua màn hình nó khác nhiều không. Đây, chúng ta sẽ có nhiệt độ mặt trước này. Wow, thật là cao, 49 độ C các bạn ơi. Còn với nhiệt độ mặt sau, nó sẽ lên tầm khoảng 43-44, nói chung là khoảng gần 46 độ C. Trước khi chơi đấy, các bạn thấy là nó khoảng 40 độ. Đó, và sau khi chơi thì tăng lên tầm khoảng đâu đó là 5-6 độ C các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ dừng quay video màn hình để xem chất lượng quay như nào nha. Đấy, anh em thấy không? Khi mà thoát ra còn hơi lắc nhẹ cơ. Ok. Game online. Ok luôn anh em. Rồi, nói chung là với cái con Vivo X200 Pro Mini hiện tại là chơi game quá ngon các bạn ạ. À đấy, cho anh em xem FPS chứ. Ý quên. Đây là FPS trung bình nha, sau tầm khoảng 20 phút chơi này thì nó sẽ rơi vào khoảng 57,1 FPS các bạn ạ. Về cái vấn đề giật lag thì mình thấy là nó sẽ không có giảm quá sâu đâu. Mình chơi thì nó chỉ giảm xuống FPS thấp thì nó rơi vào khoảng đâu đó là 55 đến 56 FPS là căng rồi. Và với kênh Cinepark Marketing có quay video màn hình ấy sau tầm khoảng 20 phút mà nó ăn tầm khoảng đâu đó là 6,58 khoát điện trung bình thôi các bạn. Đây mình sẽ giảm độ sáng xuống thấp chút nữa để các bạn nhìn rõ ràng hơn. Nói chung là về cái trải nghiệm chơi game ở trên cái con Vivo X200 Pro Mini hiện tại với tựa game Cinepark nhá, mình có trải nghiệm là nó vẫn quá ngon. Trong một cái thân hình mà nó nhỏ gọn như thế này mà chơi game ngon, nhiệt độ thì tất nhiên là
cái tản nhiệt nó sẽ không quá tốt rồi. Nhưng các bạn thấy là nhiệt độ loanh quanh khoảng 49-50 độ là chuyện dễ hiểu các bạn ạ. Nhưng mà được cái là gì ạ? Khi mà nhiệt độ nó quá nóng như thế, nhưng mà cái việc tối ưu game nó không bị drop FPS quá nhiều các bạn ạ. Thì các bạn cảm thấy như thế nào về Vivo X200 Pro Mini? Đừng quên để lại comment bên dưới nhé. Và mức giá tham khảo sản phẩm này mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận game. Cảm ơn các bạn đã xem ở đây. Nếu thấy video này hay và hữu ích, nhớ cho mình một like, share và subscribe để đón chờ video mới nhất ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.